Ngày 14 tháng 3, tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay, đã cấp cứu và phẫu thuật lấy một con dao nhọn đâm xuyên cắm vào giữa cột sống nam thanh niên 26 tuổi. Trước đó, nam thanh niên tên L, 26 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu được bệnh viện địa phương chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng có vết thương, còn dị vật là một chiếc dao thái nhỏ, vị trí cắm vào giữa thành ngực, sau đốt sống D4-5, liệt chân bên phải, sức cơ yếu. Kết quả chụp X quang và các lớp vi tính các bác sĩ thấy có dị vật kim loại xuyên giữa cột sống ngực. Ngay sau đó, nạn nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, lấy dị vật. Ekip tiến hành dùng kim rút dao ra khỏi lưng nạn nhân, đồng thời làm sạch vết thương. Ở vị trí vết thương, vùng đốt sống D3, D4, D5 ghi nhận bản D4 bị nứt, màng cứng bị rách đoạn khoảng 0.2cm, phải vá kính màng cứng bằng chỉ và bằng màng cứng nhân tạo nguyên nhân bước đầu theo tìm hiểu do cự cãi trong lúc nhậu nam thanh niên này bị bạn nhậu đâm từ sau lưng vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ tình trạng sau phẫu thuật hiện tại nạn nhân tỉnh táo tiếp xúc được chân phải đã có cảm giác trở lại theo các bác sĩ ngoại thần kinh tổn thương tủy sống do dị vật là một tổn thương rất nghiêm trọng tùy thuộc vào thương tổn có thể sẽ để lại di chứng nặng nề